Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ ba ngày 18 tháng 8 sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Công điện khẩn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân phản ánh về Công an Hưng Yên 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Cựu chiến binh phường An Tảo, thành phố Hưng Yên làm theo lời Bác. Cảnh báo tình trạng cây xanh dưới đường điện cao thế ở các khu công nghiệp. Mở đầu chương trình là công điện khẩn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh điện, Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên, ngày 7 tháng 8 năm 2020, tại nhà hàng Sen Đồng, địa chỉ phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, đồng chí Trung tá Phạm Thanh Sơn, cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hải Dương, ca bệnh 973 có quá trình dịch tễ liên quan đến quán bò tươi 36 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương từ ngày 3 tháng 8 năm 2020. Đã ngồi ăn trưa cùng với 4 người và 3 nhân viên phục vụ của nhà hàng có tiếp xúc với đồng chí Sơn. Cả 7 trường hợp F1 đều sinh sống trên địa bàn thành phố Hưng Yên và huyện lân cận. Hiện nay, Ban chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo thu dung cách ly tập trung cả 7 trường hợp F1 tại cơ sở y tế, rà soát yêu cầu cách ly các trường hợp F2, F3 và kịp thời lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Trước diễn biến mới của tình hình dịch bệnh, nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh là rất cao. Để kịp thời ngăn chặn đạt hiệu quả cao nhất, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu. 1. Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã, người đứng đầu các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, khu đô thị, chợ dân sinh và toàn thể nhân dân thực hiện nghiêm, quyết liệt chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại chỉ thị số 15 ngày 15 tháng 8 năm 2020, đồng thời áp dụng ở mức cao hơn một số biện pháp phòng chống dịch bệnh, cụ thể như sau. Mọi người dân tỉnh Hưng Yên hạn chế ra khỏi nhà và không tập trung đông người nếu không thật sự cần thiết, phải luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài và ở nơi làm việc, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, công trường xây dựng, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở giáo dục, cơ sở khám chữa bệnh, bến xe, trên phương tiện giao thông, nơi tham quan, thờ tự, phải luôn giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc với người khác. Không đến địa phương, cơ sở đã có ca dương tính với virus SARS-CoV-2, đặc biệt các khu vực đang thực hiện cách ly phong tỏa để phòng chống dịch, phải giữ khoảng cách ngồi tối thiểu 1 mét khi đi trên phương tiện giao thông công cộng. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh nếu có nhà hoặc gia đình đang sinh sống tại địa phương có dịch, khu vực đang áp dụng biện pháp cách ly thì phải tạm thời ở lại nơi làm việc trong tỉnh Hưng Yên. Đến khi địa phương đang sinh sống, không còn cách ly phong tỏa dịch bệnh để phòng chống dịch. Bổ sung các hoạt động tạm dừng theo chỉ thị số 15 ngày 15 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ có trên 30 người tại một địa điểm. Đối với các cơ sở tập gym, yoga, tập thể hình, làm đẹp, không quá 10 người trong một phòng. Các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng hạn chế tối đa không quá 30 người tại một địa điểm vào cùng thời điểm và đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1 mét, bố trí đầy đủ dung dịch rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn và đo thân nhiệt tất cả những người tham gia. Các cơ sở giáo dục đào tạo phải tạm dừng các hoạt động sinh hoạt hè ngoại khóa, không tổ chức lớp học hè tập trung, giáo viên không kèm học tại nhà. Nếu có nhu cầu thì tổ chức lớp học trực tuyến trên TV, học online, sử dụng phòng học, meeting. Không tập trung quá 30 người trong một phòng họp, áp dụng nghiêm khoảng cách tối thiểu 1 mét trong tất cả cơ quan, công sở, bệnh viện, tổ chức, đơn vị. Tất cả các địa chỉ trên phải bố trí đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn và theo dõi thân nhiệt cho tất cả mọi người. Các cơ sở y tế thực hiện nghiêm việc phân luồng khám chữa bệnh chỉ cho một người nhà chăm bệnh nhân, hạn chế tối đa việc thăm bệnh nhân trừ trường hợp đặc biệt. Đề nghị nhân dân toàn tỉnh hạn chế tối đa việc tổ chức các hoạt động ăn uống, liên hoan, tập trung đông người, hạn chế tối đa người dự đám giỗ, giãn cách tại các đám hiếu, hoãn đám cưới, hỏi đông người.
Tất cả các nhà hàng, quán ăn, quán bia, quán cà phê, giải khát hoạt động phải bố trí khách ngồi theo cùng một hướng, khoảng cách ngồi cách nhau tối thiểu 1 mét. Cùng một thời điểm, không được tiếp quá 20 người khách trong một phòng, yêu cầu 100% nhân viên phục vụ phải luôn đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, thực hiện lập danh sách và theo dõi thân nhiệt toàn bộ nhân viên và khách đến hàng ngày, khuyến khích mang đồ đi, hạn chế sử dụng dịch vụ tại quán. 2. Ngành y tế chủ động phối hợp với các ngành địa phương khẩn trương truy vết, phân loại, sàng lọc kịp thời các đối tượng F1, F2, đẩy nhanh việc lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm nhanh chính xác các trường hợp F1, F2, tổ chức khoanh vùng dập dịch khoa học và hiệu quả, tuyệt đối không để dịch lây lan rộng ra cộng đồng. 3. Công an tỉnh, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chính quyền địa phương kịp thời kiện toàn và tăng cường kiểm tra đôn đốc các chốt kiểm soát giao thông liên ngành cấp tỉnh, thực hiện rà soát, không để xe chở người từ địa phương, cơ sở, vùng có dịch, đang bị phong tỏa cách ly dịch bệnh về tỉnh, trừ xe chở cán bộ, công nhân, người lao động, làm việc tại các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, công trình xây dựng, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Tổ tuần tra kiểm soát cấp huyện đảm bảo an ninh trật tự công cộng, an toàn giao thông, tuyên truyền nhắc nhở phát hiện và xem xét xử lý theo quy định của pháp luật trường hợp ra ngoài không đeo khẩu trang, tập trung đông người nơi công cộng. 4. Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, người đứng đầu các cơ quan đơn vị doanh nghiệp có trách nhiệm triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 15 ngày 15 tháng 8 năm 2020 của ủy ban nhân dân tỉnh và công điện này, thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao. Chủ tịch Nguyễn Văn Phóng. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ ông Phan Tiến Sơn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên, tất cả 32 mẫu được lấy xét nghiệm PCR chiều qua ngày 17 tháng 8 tại nhà hàng Sen Đồng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên và các trường hợp F1 của bệnh nhân 973 cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, ông Sơn khuyến cáo việc cách ly bắt buộc với những trường hợp F1, F2 vẫn phải được thực hiện nghiêm túc, tiếp tục rà soát những trường hợp đến nhà hàng Sen Đồng từ ngày 7 tháng 8 tới nay, vận động người dân tự nguyện khai báo y tế, cài đặt ứng dụng Bluezone và đặc biệt là hạn chế đi lại trong thời gian này. Nếu có việc cần thiết đi ra ngoài thì bắt buộc phải đeo khẩu trang. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về thăm tặng quà cho những bệnh nhân tại huyện Phù Cừ đang khám và phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ân cần thăm hỏi tặng quà và chúc các bệnh nhân nhanh chóng hồi phục, yên tâm điều trị chăm sóc vệ sinh mắt sau phẫu thuật theo đúng hướng dẫn, chỉ định của bác sĩ. Đồng thời, biểu dương hoạt động nhân đạo từ thiện của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện mắt trung ương. Đề nghị địa phương và trung tâm y tế huyện Phù Cừ tích cực phối hợp đa dạng hơn nữa các hoạt động tạo điều kiện giúp nhiều bệnh nhân có cơ hội được khám chữa bệnh sớm, được tiếp cận các hoạt động nhân đạo miễn phí. Ngày 17 tháng 8, Hội đồng Nhân dân thị xã Mỹ Hào tổ chức kỳ họp thứ 14 để thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu các chức danh Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thị xã Mỹ Hào thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã với ông Vương Văn Đức, nguyên Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, bầu kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã đối với ông Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, bầu ông Nguyễn Minh Phúc, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 19. Kỳ họp biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đối với ông Nguyễn Kim Bản, bầu ông Bùi Khánh Vĩnh, Trưởng phòng Nội vụ thị xã giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, lực lượng công an ra đời, góp phần quan trọng bảo vệ thành quả cách mạng, trong đó có công an Hưng Yên. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Công an và các cấp ủy đảng chính quyền, cùng với sự lớn mạnh không ngừng của lực lượng công an nhân dân Việt Nam,
Công an Hưng Yên từng bước trưởng thành về mọi mặt, trở thành đội ngũ xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh luôn bám sát chỉ đạo, nắm chắc tình hình, thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh chống các hoạt động phản động, bảo vệ tốt an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, văn hóa. Trong 5 năm qua, đã phát hiện ngăn chặn kịp thời 8 đối tượng liên quan đến tổ chức khủng bố Việt Tân và nhiều tội phạm liên quan đến làm giả con dấu của cơ quan nhà nước, xác lập, triệt phá 460 chuyên án, khởi tố điều tra gần 3.400 vụ với trên 5.600 bị can. Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 96%. Đến nay, công an tỉnh đã bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 100% các xã trên địa bàn toàn tỉnh. Tình hình an ninh trật tự ở trong xã Liên Phương trước đây rất phức tạp, đến bây giờ cũng rất là ổn định. Từ ngày mà có công an chính quy về, các cái trộm cắp giảm rõ rệt, về cái nổi cộm về an ninh trật tự là cũng đã được báo cáo và các đồng chí cũng đã đến xử lý kịp thời. Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần kiềm chế đẩy lùi tai nạn giao thông, giữ vững trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Bên cạnh đó, lực lượng công an còn thường xuyên tổ chức có hiệu quả kế hoạch tuần tra vũ trang tại các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế của tỉnh, luôn cơ động nhanh, sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nhằm thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng cơ quan chức năng ở địa bàn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với công nhân cũng như toàn bộ người dân trên địa bàn. Với doanh nghiệp thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác thi công giải phóng mặt bằng và đảm bảo về vấn đề an ninh trật tự trong các khu vực, các nhà máy cũng như là trong cái khu công nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi tổ chức xây dựng kế hoạch và đấu tranh đối với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức. Từ đó góp phần tích cực cho các cái cơ quan, doanh nghiệp hoạt động tốt trên địa bàn thị xã Mỹ Hào. Xác định vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công an tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trải qua 75 năm công tác chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng công an Hưng Yên luôn xứng đáng là đội ngũ xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Mặc dù từ đầu năm đến nay tình hình sản xuất của các doanh nghiệp gặp khó khăn, nhưng công ty Nestle Việt Nam vẫn đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ sản phẩm và đã nộp ngân sách đạt gần 90% so với cả năm 2019. Năm 2017, Nestle Việt Nam chính thức khánh thành nhà máy Nestle Bông Sen tại tỉnh Hưng Yên nhằm tối ưu hóa hệ thống cung ứng đưa sản phẩm thực phẩm và đồ uống vừa được sản xuất đến tay người tiêu dùng trong thời gian ngắn nhất. 7 tháng đầu năm nay, công ty đã nộp ngân sách về tỉnh được 51 tỷ đồng, đạt 89% so với cả năm 2019. Không chỉ phát triển sản xuất, tạo công an việc làm, đóng góp tích cực vào ngân sách địa phương, Nestle Việt Nam còn đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội, chương trình tạo giá trị chung tại địa phương nơi công ty hoạt động. Nestle Việt Nam đã trao tặng tỉnh Hưng Yên hơn 30.000 sản phẩm thực phẩm và dinh dưỡng với giá trị hơn 500 triệu đồng, hỗ trợ hoạt động phòng chống COVID-19 và những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Từ năm 2015 đến nay, huyện Tiên Nữ chuyển đổi hơn 800 hectare từ trồng lúa sang cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản cho giá trị kinh tế cao. Thu nhập các diện tích này đạt gần 300 triệu đồng một hectare. Trong đó, huyện có hơn 80 hectare trồng cây ăn quả, rau màu ứng dụng công nghệ cao theo quy trình Việt Gáp. Huyện đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung như vùng sản xuất rau xã Thiện Phiến, vùng cây ăn quả xã Nhật Tân, Thủ Sĩ, Hải Triều, Hương Đạo, vùng trồng hoa cây cảnh xã Thụy Lôi. Song song với đó, huyện đẩy mạnh phát triển mô hình kinh tế trang trại, tập trung và xa khu dân cư. Toàn huyện có 51 trang trại chăn nuôi quy mô lớn cho doanh thu trên 1,6 tỷ đồng trên một năm. Năm 2019, huyện ước thu hơn 150 tỷ đồng từ các mô hình kinh tế trang trại chuyển đổi. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, Hội Cựu Chiến binh phường An Tảo, thành phố Hưng Yên không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua, tích cực học tập và làm theo lời Bác, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Năm 2017, Hội Cựu Chiến binh phường thành lập tổ tự quản,
bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông gồm 42 thành viên. Mặc dù lực lượng tham gia tổ tự quản đều là các thành viên đã cao tuổi, nhưng các thành viên trong tổ đều thể hiện sự nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giao. Các thành viên trong tổ tự quản thường xuyên tổ chức tuần tra để bảo đảm an ninh trật tự địa bàn, vận động nhân dân đấu tranh phòng chống và tố giác tội phạm ngay tại địa bàn cư trú. Qua đó đã đóng góp không nhỏ trong việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Chúng tôi cũng rất tâm huyết và phát huy cái bản chất truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, lúc nào cũng gắn bó với chi hội và sẵn sàng là bất cứ việc gì khi được cấp ủy chi bộ và cựu chiến binh phường giao phó. Không chỉ tích cực trong phong trào bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông ở địa phương, các cựu chiến binh phường An Tảo luôn động viên nhau khắc phục khó khăn, tự lực vươn lên. Các hội viên cùng gia đình đã mạnh dạn đưa các loại cây con giống có năng suất chất lượng cao vào sản xuất, linh hoạt trong kết hợp với các nguồn vốn vay để phát triển mô hình kinh tế. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả cao, đem lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Tiêu biểu như trang trại VAC của cựu chiến binh Trần Văn Khánh, công ty trách nhiệm hữu hạn gạch ngói của cựu chiến binh Vũ Văn Thắng, cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng của cựu chiến binh Bùi Thị Phượng. Toàn phường có trên 80 mô hình kinh tế của các cựu chiến binh được các cấp công nhận sản xuất kinh doanh giỏi, không còn cựu chiến binh thuộc diện hộ nghèo. Cùng với phát triển kinh tế gia đình, các cấp hội cựu chiến binh phường An Tảo luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn kết nghĩa tình đồng đội bằng nhiều việc làm cụ thể. Trong công tác xã hội, cán bộ hội viên luôn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, vận động nhân dân và hội viên vào thứ Sáu hàng tuần dọn dẹp đường làng ngõ phố, góp sức bảo vệ môi trường sống, xanh, sạch đẹp. Chúng tôi cũng đã xác định rõ cái nhiệm vụ là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sẽ nhân rộng các cái điển hình để biểu dương các cái điển hình tiên tiến và đưa cái phát triển kinh tế, nâng cao cái đời sống của cán bộ hội viên, làm sao để giúp nhau phát triển kinh tế. Trong nhiều năm qua, 467 cựu chiến binh phường An Tảo luôn nỗ lực hết mình trong mọi hoạt động. Các cựu chiến binh luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chính vì vậy, nhiều năm liền, hội cựu chiến binh phường An Tảo luôn được các cấp tặng bằng khen, giấy khen. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại khu công nghiệp Phố Nối A và một số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh diễn ra tình trạng doanh nghiệp trồng cây xanh dưới đường điện cao thế, vừa mất an toàn vừa gây lãng phí do phải chặt hạ khi cây lớn vi phạm khoảng cách an toàn điện. Đây là hàng cây được trồng dưới đường điện 35 kV tại khu vực khu công nghiệp Phố Nối A. Được biết cây ở đây đã trồng khá lâu, thời gian ít thì 3 năm, nhiều thì đã trồng trên 10 năm. Những cành cây rất gần đường điện và phải phát quang, nếu không dòng điện sẽ phóng xuống, gây mất an toàn cho người, phương tiện đi dưới đường và vỉa hè, đặc biệt khi có mưa bão sẽ gây sự cố điện. Còn đây là hình ảnh những cây xanh mới được công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ nông nghiệp Văn Sơn Hưng Yên ở cụm công nghiệp Ngọc Long, huyện Yên Mỹ trồng trong 6 tháng vừa qua. Ngay khi trồng xong, Điện lực Hưng Yên đã có văn bản đề nghị công ty di rời do cây trồng vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện 110 kV. Mong và kiến nghị cho các cấp chính quyền cũng như là các cái ban quản lý các khu công nghiệp có cái giải pháp nào để cho là hạn chế cái việc trồng cây cũng như là xử lý di chuyển các cái cây mà đã vi phạm hành lang chung cư rồi, thì lại trong quá trình thực hiện thì phối hợp với cả điện lực chúng tôi để thực hiện các cái biện pháp an toàn. Mặc dù đang là mùa mưa bão, nhưng việc đôn đốc cắt tỉa cây của ngành điện vẫn chưa được các đơn vị quản lý khai thác thực hiện, gây mất an toàn điện. Theo Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh, cứ trước mùa mưa bão, đơn vị lại có văn bản nhắc nhở công ty quản lý khai thác khu công nghiệp Phố Nối A, nhưng xem chừng các đơn vị này chậm triển khai. Mùa mưa bão là chúng tôi đều có cái văn bản đôn đốc tất cả các chủ đầu tư hạ tầng, cũng như là các doanh nghiệp ở trong các khu nghiệp là phải ra soát, cắt tỉa cây xanh, khơi thông dòng chảy để đảm bảo chuẩn bị các mùa mưa lũ để không ảnh hưởng đến các cái khu công nghiệp. Trong thời gian tới kiểm tra lại tất cả các cái khu đã đang đi vào hoạt động thì xem các cái hệ thống cây mà nó có ảnh hưởng trực tiếp lưới điện thì phải đôn đốc các cái doanh nghiệp đấy để khẩn trương để cắt tỉa hoặc có cái hình thức di chuyển để thay thế bằng cái cây khác cho nó phù hợp hơn. Không tính riêng thiệt hại từ tiền cây, tiền thuê chăm sóc và tiền thuê chặt hạ cây, khi cây lớn vi phạm hành lang an toàn điện
Chỉ riêng Điện lực Yên Mỹ hàng năm cũng phải tiêu từ 250 đến 300 triệu đồng để thực hiện việc cắt tỉa cây xanh do vi phạm khoảng cách an toàn điện. Trung bình toàn ngành điện tiêu tốn mỗi năm từ 1,8 đến 2,2 tỷ đồng để duy trì khoảng cách an toàn do sự phát triển của cây trồng dưới đường điện cao thế.